Bây giờ sắp đến Tết âm lịch rồi, bạn có về quê không? Bây giờ sắp đến Tết âm lịch rồi, bạn có về quê không? Bây giờ sắp đến Tết âm lịch rồi, bạn có về quê không? Vâng, tôi rất nhớ nhà. Vâng, tôi rất nhớ nhà. Vâng, tôi rất nhớ nhà. Tôi cũng vậy. Đã hồi hộp rồi. Tôi cũng vậy. Đã hồi hộp rồi. Tôi cũng vậy. Đã hồi hộp rồi. Bây giờ sắp. Bây giờ sắp. Bây giờ sắp. Nhớ. 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 Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Hồi hộp. Hồi hộp. Hồi hộp.